Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình các bạn đã thấy rồi đó. Thì hôm nay Quang đang làm gì đây? Đó, một lúc vlog rất là đặc biệt đúng không? Ồ, nhìn đây, nhìn đây. Wow, đó là gì? Các bạn hãy comment bên dưới nếu các bạn đã biết rồi. Thì bây giờ Quang sẽ nói, bây giờ các bạn biết chưa? Gì á? Cái gì vậy? Chà, tôi đang cào mà tự nhiên máy bay nào thả cái gì xuống các bạn. Thôi, kệ nó. Nói chung là cái map của mình mà các bạn nhiều người ngoài hành tinh lắm các bạn. Chắc là cha hành tinh này xuống thăm trái đất mình thôi. Ok, và các bạn đừng quên quên mình nói luôn, đây là blog Batman. Thì các bạn đừng quên like, subscribe, ủng hộ cho video của mình để mình có thể quay nhiều lúc blog khác cho mọi người. Hôm nay là lúc blog xin hồn Batman. Thì sẽ có những bộ đồ trong này rất là đẹp cho mọi người cùng xem và những kỹ năng siêu đặc biệt luôn nha. Hello, chào mọi người, chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Mọi người nhớ nhấn like để ủng hộ cho video của tụi mình nha. Và hôm nay JT sẽ đạp được nhiều đồ xịn hơn qua cho mọi người xem. Trời ơi, chứ đã biến thành Batman thì má ơi. Ok, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người. Đó các bạn thấy không, trên tay của anh á, đang cầm. Ê, mà nãy gì vậy? À, cái này là nguy hiểm các bạn. Có nghĩa là những cái block này nè sẽ rất là nguy hiểm. Nên chúng ta khoan hãy chạm bàn tay vào những cái block này đó các bạn biết sao không? Tại vì đụng vô là lỡ ra quái vật kìa mạnh sao ủi lại đúng không? Bây giờ mình đang có những block này đó. Đây là khu của Quan nè, đó. Bừng 3 rương với lại trong ô đồ của Quan nè. Còn đây để kiểm tra núp gì thì chưa hết. Ê núp ơi, mày đừng có đặt như vậy. Tí nữa dạ? Nó nổ mất hết rương của mày luôn là mày mất hết đồ á, tao nói rồi. Mất rồi. Ngu gì khóc. Đặt ơi. Giờ mày hên xui mày đạp đi. Thôi mày đừng có đập những quả đó, tao khuyên mày đừng đập 3 quả này. Chỉ đập 2 quả này thôi. Ồ, vậy đi, tôi đập nè. Ê, được gì mày? Gì vậy? Gì vậy? Ồ, được cái áo Batman. Trời ơi, các bạn có nhìn kìa. Ồ, đẹp giờ. Đó, các bạn chưa? Đập ra cái... Ui, được mũ rồi nè. Cái gì vậy? Yeah, mình cũng được... mình được cái áo như con núp. Trời, nhìn con núp, các bạn nhìn như là Batman kích vậy. nhìn kìa. Mắt nó ngáo thiệt chứ. Ok, để đập tiếp rồi. Ôi cái gì hả? À, quanh được cái throwbird nè. Thấy. Mày hả bụi? Mày gì đó, gì đó? Mày hả bụi? Trời. Lượm mày. Lượm được mới sợ, tới là nó mất tiêu không lượm được đâu, lưu lưu. Gì à? Đồ Batman giả. Mày né chỗ khác có cậu ra lông gà. Cái gì đó, gì đó? Lông gà. À bọn đúng rồi, mày. Bọn mình còn được nhận cây súng đã. Từ từ, mình sẽ được nhận cây súng đó các bạn. Đây các bạn, Batman không thể nào thiếu đó. Cái gì các bạn biết không? Rap hút, cái này dùng để hút. Đó, ví dụ như bộ đồ như thế này nè. Mình mà chưa được bộ đồ Batman á thì mình sẽ không thể đu dây lên được nha mọi người nè. Đó, mình bắn không bao giờ được luôn. Chỉ là bắn gây thương tích được thôi nè. Đó, thấy chưa. Nhưng mà không đu dây được các bạn phải đủ bộ đồ Batman thì mình mới có. Ây da, mày bắn tao mất máu luôn. Mày hả bụi? Trời nghe cái chặt. Mày hả bụi? Thấy chưa các bạn, không đu được nha. Cái này mình bắn được nhưng không đu được. Nó dạng như súng thôi nhưng mình không có đu được, thấy chưa? Không có đu được đâu, đừng có ham. Mình phải kiếm đủ một đồ Batman quay được các bạn. Ủa sao mày đu được vậy nấp? Ai biết sao? Ê hình như cho mày được 2 món rồi đó. Được 2 món đồ rồi. Ờ, để tao đập thử một món nào né thôi. Trời ơi, thấy chưa? Ôi mày ghê các bạn. Không đập những block này nha, block này những là block nguy hiểm á. Ừ, nguy hiểm quá. Họ nó phá hả chưa các bạn thấy không? Nguy hiểm lắm. Gì đây? Chỗ được vàng. Ê cái vậy. Ủa cái vậy nó mất tiêu rồi. Yeah, vậy thì có vậy. Đó sau lưng kìa. Rồi, ơi, cái này là cái vậy của Dark Knight các bạn. Vậy thì cũng có vậy Dark Knight này. Ê, để mình dùng súng được không? Không được, sao con núp được cái mũ, hình như được cái mũ ấy được, nó bay được các bạn ơi. Quỳ vậy trời. Ê cái dây nữa. Ê con núp nó bay được kìa. À mà con núp nó gà nó bay được. Ê cái mũ nè, cái mũ nè. Ủa trời ơi, nhìn mình ghê. Rồi các bạn nhìn ghê không. Mọi người coi thử coi nha. À cái mũ là bay được. Ừ có cái mũ là bay được các bạn, có cái mũ là bay được. À, bây giờ núp nhìn này núp. Bay xịn nha, tôi nãy có bay chú vậy ta. Mình phải đủ bộ mình mới xỏ cánh được các bạn. Trời chứ xỏ cánh được, trời ơi quê thiệt chứ. Mình đang cố xỏ cánh nha mọi người coi, nó không biết xỏ cánh đâu. Trời cái đùi gà, ấy cái đùi gà này, đùi gà xịn nè. Cái quần nữa thôi. Cái đùi gà chuột cây. Yeah, đủ bộ rồi.
mày nhắn lúc mày bay á, mày nhắn đầy nút F, nút nó bung cánh nó nhìn đẹp lắm. Ơi tao được áo nữa. Đúng là gà thiệt sự luôn. Cây hả? Gà thì thôi luôn. Đây mình cái áo Araman các bạn. Nè tao bay được rồi nè. Ở đâu? Ui ghê hả? Mày bay mày phải nhấn nút F nữa, mày đẩy nút F nữa nó thì nó sẽ bung cái cảnh mày ra nhìn đẹp lắm. Nhưng mà tao thấy mày ngu quá lắm. Sao bay cục chuối vậy ta? Mày gà quá chứ, cục chuối cái gì? Ở lại được cái áo nữa các bạn. Áo loại gì đây? Araham. Úi, vậy mình được 4 loại áo rồi các bạn. Không phải 3 loại. Batman nè, Batman DC EU nè. Ờ gì? Cố kiếm nữa. Cái giày đây. Gì đây trời ơi. Giày DC các bạn. Ủa mình sẽ được cái quần. Giày không à. Trời ơi, hải vũ khí kìa. Lucky thôi. Cái này đâu cần. Thôi mà cầm đây lỡ có quái vật gà quýnh được. Ê chết cha lộn. Lộn. Dục cái này nè, đó. Tiếp nào, đặt tiếp nào. Trời ơi, ra cái tượng đại nó nguy hiểm quá nha. Thôi mình lên chơi đào luôn, ok. Ôi, cuối cùng thì cũng được cái quần rồi các bạn ơi. Ha ha. DC trời nè. Trời ơi, có 2 cái quần luôn. Ấy, được cái áo DC nữa. Ô. À, nhìn đồ DC đẹp hơn các bạn. Nhưng mình thấy cái bộ đồ màu vàng đẹp hơn á. Cái bộ đồ Batman đầu đẹp hơn. Hoặc là bộ đồ này nè. Bộ đồ này có cái áo choàng đẹp các bạn thấy không? Nhìn nè nha, nhìn quanh biểu diễn đây cho mọi người coi đây. Ôi. Từ từ. Trời ơi, dùng đồ chúng ta lượm nấp tụt bảy ghê thiệt luôn. Mày muốn quăng thùm lum ta la. Rồi nè nha. Oh yeah, các bạn thấy chưa? Nhìn nè, nấp ơi. Woo. Yeah. Ôi sao ha. Đâu có dễ dàng mà điều khiển được đâu. Bro mới bay được với tao thôi. Lấy chớn nè, lấy chớn bay lên nè. Ui, đứt dây lên. Ha. Yeah. Người dơ dởm. Quýnh mấy nè. Yeah. Ok, thôi đập hết, đập ra các bạn ơi. Kiếm full mua đồ đó. Con núp gì nó ghiền bay. Nó bay không được đâu. Gà bay cái gì? Không có kỳ hết á. Cái này là bro với gà thôi. Batman DLC. Cái này là gì? Quên. Trời ơi, cái này cười bắp mà mày làm gì sợ vậy? Origin nữa. Thôi, Origin có rồi dục. Mình sẽ cất mấy bộ đồ mình cần thiết thôi. Ê, ta sắp cái đủ cái DC EU gì á quanh. À, DC EU cũng đẹp lắm. Ta sắp đủ rồi. AR hả? Trời ơi, nè, nhìn nguy hiểm quá. Được rồi, tao chịu hỏi cái... Cái gì vậy hả? Quá tuyệt vời luôn. Đi sạch trơn luôn. Hết đồ rồi. Ghê. Ơi, mình sẽ đổi cái nón Origin các bạn. Origin đẹp hơn. Ồ, Origin nhìn nguy hiểm hơn nè. Và một bộ đồ Origin nha. Ồ, nhìn lực. Đủ bộ luôn á hả? Không, tao mới được có 2 cái à. Trời ơi, các bạn nhìn bựa cái phải đủ bộ mới đẹp các bạn. Origin tao cũng có. Nữa nè, tập lâm. Ok, lên trên đạp tiếp mà thôi mình đạp bên ra đây đừng đạp gần núp xui lắm. Như đây. Dark Knight nữa hả? Dark Knight à chứ có Dark Knight. Như đây. Ô, oh! À mình được bộ đồ của Batman rồi nè. À bộ đồ của Batman, bộ đồ tên là Batman không thôi. Ở đâu rồi? Đây. Cái nón của Batman. Không phải, mình phải có nón Batman riêng kìa mới đúng các bạn. Phải có chữ Batman không thôi. Ui nhưng mà bộ đồ này rất là đẹp nha các bạn thấy không. Cái đai vàng nè và cái ngực của mình màu vàng nè. Ôi và cái ngực các bạn thấy không. Nó giống y như cái hình block của mình ở trong kia nhưng mà cái lắp của mình đẹp hơn. Lắp mình nó tròn queo và đẹp hơn các bạn ha. Giờ đắp đẹp hơn. Còn này thì nó có cái y như là cái răng sói vậy. Thôi để mình lên đây mình đập coi. Ê một cái áo đó nè. Áo của Origin thôi, Origin mình có rồi. Dục. Thủ tiêu. Thôi chơi cái lửa đi các bạn, cái này nguy hiểm quá. Mà thôi cái lửa nguy hiểm hơn nữa. À cái lửa dục đây được nè. Qua chứ chỉ cho tìm bơi, bay rồi. Ủa nó cháy block luôn hả ta? Ủa nó cháy block luôn nè. À được quá, để mình hủy cái này. Mày hả bưởi.
Đúng rồi, mấy block này nguy hiểm các bạn. Hủy diệt mấy block mà đi các bạn ơi. Mày hả bưởi? Để tao quăng đồ vô cháy không ta? Mày quăng đồ xuống đi tao quăng cho. Cháy tao. Mất hết luôn á, hủy diệt luôn á. Áo gì đây, áo gì đây? Origin nữa, dởm. Hủy diệt. Đó các bạn thấy không? Những bộ đồ này mình có rồi mình hủy diệt hết. Ê quần gì đây? Hủy diệt. Quần đắt cái này. Nón gì đây? Ôi, cháy luôn cái nón của tôi rồi. Cháy luôn cái nón rồi. Trời ơi, quần đắt này có rồi. Mày lấy không? DC EO. Không, không lấy đâu. Tao có Batman rồi. DC EO. Ơi mình có giày rồi các bạn. Dục. Thủ tiêu. Đó, mình cái này mình có là mình dùng thủ tiêu để nó đỡ chật các bạn. Gì đây? Batman. À có rồi, dục luôn. Dục ké. Áo gì đây? Ơi, à. Origin nữa hả? Origin có rồi mà. Ê, để tao quăng cuốn sách vô coi. Nó thêm gì lửa. Gì tao mày? Mày dùng được mà sao mày không dùng? Lại cái này nữa. Cái gì dùng gì vậy? Ồ, DC hả? À cái này có rồi. Ê mày dùng gì mà cháy? Mày quăng cái mũi tên ra là cháy được à. DC nữa, cái này có rồi mà có hoài à, quăng thêm lửa. Mũi tên gì mày? Ui, wow, áo đất này nè. Rồi. Wow, các bạn nhìn nè. Lực dã man luôn. Wow. Mình thích kỵ sĩ hơn các bạn. Đây đây, đất này. Wow, full set đất này. Ơi, mình thích cái quần đất này. Ờ nãy núp cho không lấy ta. Ui trời. Cái quần tao mới dục vô trong rác. Rồi xong luôn. Trời ơi, cái quần tao. Ủa hết lửa rồi đây nè. À chết cha bom rồi, chơi bom rồi. Rồi xong. Không sao, không sao. Lại đây lửa. Rồi đó. Mày quăng ra. Đó đúng rồi. Ôi trời ơi, mày chơi bom núp, mày chơi bom núp. Ý, lửa là cái nào ta? Mày nhắc cái này là lửa. Đâu quăng lại coi. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mày thông minh ra khỏi núp trầm chơi tới hết hồn mày. Cái gì đây? Áo này có rồi. Á à, nè, quăng nè, quăng lấy không? Đây 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 đây. Cho tao đi. Hả? Đó, quần đất này. Đừng quăng ngay lửa nha. He he, đúng rồi, full bộ. Yeah. Tao chưa có nào full bộ luôn á. Ê Batman, Batman nè. Mày có áo DLC, ủa gì quần DLC gì không cho đây? Tao đang gom mà sao cho được. Ai, tao đủ bộ. Từ từ coi tao đang có. Yeah, có cái áo Arcanine rồi quá, đủ bộ. Tao đủ đồ Arcanine rồi, tao là kỵ sĩ á mày, mày chơi bộ khác đi. Wow, các bạn ơi nhìn nè. Thôi. Wow. Hello anh. Nhìn... Hello anh. Sao mày bự thì nếp tao đẹp hơn. Các bạn. Ủa, mà sao kỳ á, sao cái mũ tao kỳ á? Trời ơi, các bạn ơi nhìn đồ đẹp. Ủa, tao mặc đúng mũ mà. Mày coi cái nón mày đúng không? Nón của tao là Dark Knight đàng hoàng, của mày phải cho mày là sao nữ. Con mắt của tao nè. Của mày là nữ á. Đấy hơn Việt Nam với nữ chứ, các bạn thấy đẹp không? Ôi, không thể tin được, có đẹp kém em. Ủa gì em bay đâu hả? Mày còn chưa tập bay được đâu núp. À bây giờ mình phân loại nha các bạn. Batman nè, Batman nè. Dark Knight có rồi đúng không? Aham Origin, Aham Origin. DCEO. Rồi, mình được thiếu cái nón đó thôi. Ấy, mình đủ một bộ DCEO rồi các bạn ơi. Không phải cái áo này. Aham à. Áo này. Trời ơi, hết hồn. Cái gì vậy? Từ từ mình đang phân loại các bạn đợi mình chút. Rồi, bây giờ mình chỉ thiếu một cái nón của Batman nè, một cái giày của Batman và một cái quần của Origin là được. Ok, phải sẵn thôi. Cái gì đây? DC hả? DC thôi dục luôn. Quang đãi chưa? Origin hả? Origin thì cũng có nè. Ê, đắt cơ nai, mũ đắt cơ nai nữa. Thôi, hôm nay có rồi, tôi có rồi. Ủa, anh thiếu cái gì Origin? Cái quần Origin. Quần hả? Thì cũng chẳng có. Có mày lại, mày có trời. Đó, các bạn thấy săn đồ hay không? Các bạn nếu mình thích mình làm những này. Ui, lại được cái giày, yeah. Được cái giày của Batman rồi. Tới đó mình sẽ review 4 bộ đồ Batman siêu xịn nha. Bộ đồ kỵ sĩ bóng tối là đẹp nhất. Mình thấy vậy. DC EO nữa hả? Đổi luôn cho nó mới. Các bạn thấy bộ đồ đẹp thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới nha. Mấy cái quần gì đây? Dây chi mặc rồi nhất. Ê, ta có cái gì đây? Rồi, ta có quần DC EO rồi nó. Thấy không? Gì xảy ra? Nè, hủy diệt nó đi, đốt nó đi. DC
đâu à? Mà có quần chưa? Tao cho mày nè. Chưa cho. Rồi đó, cho mày có quần. Rồi đủ bộ. Trời ơi, biết khỏi cho. Trời, ra hai món này. Hỏa thiêu đó luôn. Ok, còn rất là nhiều bóng các bạn. Mình đạp sao cho đủ bộ đồ thôi. Vậy tao mặc bộ này nha. Trời ơi, nó cái giếng luôn. Không tin được, thôi không quăng ra đâu. Quăng vô nó ra nhiều đồ lắm các bạn. Cái gì đây, cái gì đây? Đắc kịch này. Cái có bộ rồi nè. Anh ECU. Ủa cũng DECU. Đáng lẽ con mắt mày phải nằm ở trên đó, xong rồi con mắt nó nằm kỳ quá. Tại tao đi. Do mày nhỏ con quá nên mày mặc vô nó không có được vậy đó. Cái giày đây, lại cái giày này nữa, giày DCU này mình có rồi. Mày cái nón này, cần nè. Đắt nai nữa chứ. Hủy diệt đi. Rồi, tiếp nào. DCU cái mũ nữa, sao toàn DC không ta? DC nhiều ghê á. Ú, một đống mũi tên luôn này, nó bơi cho mày nè. Cái đó quăng liên tục được á, cái này mạnh ghê lắm á, nhìn nè. Nhìn nè, tao quăng cho cây gỗ cho mày coi nè, nhìn nè. Để dành cho tiết kiệm cho mày, quăng, trời nó dính cục luôn các bạn. Quăng lần là mất luôn, không dùng được lại các bạn. Cái ấy ghê chưa, quăng một cái dính hết được gỗ luôn. Nhưng mà quăng một lần là mất hết. Thôi đi từ. À bây giờ mình đi săn đồ tiếp đã. Cái giày kìa đây, giày Batman. Thôi Batman. À vậy là mình có hai bộ đồ rồi, he he. Tao không được hai bộ rồi. Trời, ngon lành luôn, phá liền các bạn. Có Batman có khả năng phá đồ sướng thiệt chứ. Thẻ táp mới chứ. Ủa sao thẻ táp bự dữ vậy? Lượm quá coi. Này thì bự. Cái quần của Dark Knight sao á? Ê, núp mày có quần Dark Knight chưa? Có rồi, nãy tao cho mày nữa mày quên. Ừ ha, đúng rồi. Nó dư nó mới cho mình các bạn. Trời ơi, khó quá. Batman suit nè. Batman mình thiếu cái mũ Batman và cái quần của Batman thằng... Ê, tao cũng thiếu mũ Batman. Trời ơi, bỏ lúc kia mày ơi. Cái gì đây? Mail for Mew. Mew. Đi ra chỗ khác chơi. Lại là cái áo Dark Knight nữa các bạn. Cái mũ mình không nhận ra nha. Cái mũ DC mình có rồi, mình cần cái mũ Batman thôi. Một cái vậy? Kiếm vàng hả? Ôi được á. Ôi Lucky suốt. Tụi lắm mà quăng đồ tự lương. Ôi cái kiếm này xịn nha. Áo nào gì thế lạ lạ vậy? Nó tăng cho mình khả năng các bạn thấy không? Chẳng luôn cái ống năng lượng kìa. Cái áo gì đây? À, trời ơi, Origin. Ôi rồi có rồi quên. Origin Legend á, mày có không? Ở đâu ra tao có một chiếc thôi. Origin nè, Origin nè. Ủa, tao làm gì có vậy Origin? Trời, tao có vậy Dark Knight. Trời, tao nãy chơi bị lộn mày. Tao tưởng tao đã có giày Origin rồi. Ui, quá trời vũ khí luôn. Yeah. Mày hả bưởi, con bò. Ui mẹ ơi. Cái gì mày quăng cái gì mà tờ lơ hết à. Tao đã hủy diệt hết rồi, yên tâm đi. Không thể xả rác vào môi trường được. Ê, nón gì vậy? Dark Knight nữa. Bộ Dark Knight. Tao đang thiếu cái mũ mày. Cái gì vậy? Lord Lipin hả? Mấy thằng cha này là chú tể của Lip luôn. Đi ra chỗ khác mấy ông. Mấy ông đang vô cái khu vực nguy hiểm nhất của hành tinh rồi đó. Ui da, trời, thằng Creeper. Cái gì? Này. Cái quần gì lạ này? Trời ơi, gà. Đủ được rồi, kỹ năng đặc biệt. Tiêu diệt hết mấy con gà đi. Quan, cho tiêu đủ bộ Origin rồi nè. Tiêu diệt hết gà đi. Quá phê các bạn. Cái gì vậy? Cái gì giống tao vậy? Cái gì vậy? Tao tiêu diệt hết đám gà đông quá, tao phải tiêu diệt hết thôi. Đùi gà nè, mình phải tiêu diệt hết cho nó trong chỗ. Rồi nữa hả? Ôi kim cương các bạn, trời gà rất kim cương luôn. Quá, chứ tiên có đủ bộ Origin nè. Gì ghê à, đâu mặc coi coi. Rồi, bộ Origin đẹp ghê nhìn nè. Cái tay nó có cái tay nó có cái móng vuốt kìa thấy không? Rồi, mày hên ghê á, Origin đâu? Tao còn thiếu cái mặt nạ của Batman nữa. Batman gì, Origin hả? Cái mặt nạ gì nè, Batman suit, Batman. Tao thiếu cái
Bộ đồ của Batman xui nè. Tao cũng thiếu cái bộ đó DC tao có rồi. Cái bộ đồ Batman xui tao không có. Kiếm hoài không ra. Vậy là bọn mình đã kiếm ra được hết, gần hết rồi các bạn. Cái giày nó, giày gì vậy? Từ giày. Giày Origin nè. Hồi nãy giờ mới được giày Origin á. Trời, nó mới kiếm trước. Được rồi, sướng nha. Trời ơi, một bãi rác ở đây. Quên kêu không thả rác mà bây giờ một bãi giờ rác. Giờ nó rồi. Nhiều quá rồi, bất lực rồi. Cái gì chứ mà khi mà nó đã quá nhiều rồi, bất lực các bạn. Origin. Mày hả bụi? Mày hả bụi? Mình đâu bị cháy đâu các bạn, mình vô lửa các bạn thấy không? Mình vô lửa nè. Các bạn nghe nè. Không xi nhê luôn nè. Mình nói chung mình kháng lửa các bạn, không bị mất máu luôn. Rất là kinh khủng khiếp luôn. Bộ đồ này là bộ đồ siêu xịn luôn. Trời ơi, anh đã kiếm được bộ đồ Origin. Ok, bây giờ mình sẽ thử bộ đồ. Bộ đồ đầu tiên là mình sẽ thử cái bộ đồ cho mọi người coi đó. Rồi, Batman là bộ đồ DCEO nè. Đó, đây bộ đồ DCEO nè các bạn thấy không? Anh đủ bộ chưa? Được 3 bộ đồ Batman kiếm không ra. Đó, còn đây là bộ đồ của Origin. Thì các bạn nhớ đấy, mà luận các bạn thích bộ đồ được nhất nha. Ok, và bỏ bộ đồ xuống. Và chúng ta mặc bộ đồ của... Uầy, bộ đồ của Batman là đẹp nhất, đúng ơi, nè. Thì đi kiếm bộ đồ mặt nạ Batman. Khỏi luôn cũng được, mình đem đỡ mặt nạ này đi. Cái gì vậy? Bị, á, đi ra đi. Ủa, anh đâu rồi? Mày làm gì nó... Trời ơi, mày kẹt cái này cho tao luôn, mày, tao có siêu năng lực không, tao chết rồi. Các bạn nhìn nè, đẹp không? Coi, mình thấy bộ đồ là đẹp nhất luôn các bạn nhìn nè. Thôi, được rồi, mình nghĩ là cái nón cũng không quan trọng lắm đâu. Nên bây giờ là mình sẽ mặc cái bộ đồ... Thấy bộ đồ đắt hình ai cũng đẹp. Đắt hình ai là với bộ đồ này đẹp, các bạn mà thấy bộ đồ đắt hình ai bộ đồ là đẹp nhất. Phải không? Mà nó khói một đen tuyền luôn, ui, nhìn kinh chưa? Được rồi, bây giờ mình sẽ thử thách đập những cái block nguy hiểm nhất. Ăn vô miếng đã. Bây giờ đập những lúc kim block nguy hiểm nhất nha. Đây nè, nguy hiểm nè. Đây nè, đập ra. Ê, trời. Rồi, vậy xong vậy? Luôn. Ra một bảy Batman Angry rồi kìa. Angry Batman. Tụi mày được lắm. Ui. Từ từ. Chạy. Từ từ để mình lấy đà, mình tiêu diệt nó các bạn. Hey. Ôi, bay lên. Ôi. Mày, ơi trời ơi. Bọn núp tấn công rồi á. Batman núp. Hết rồi, bọn em trâu lắm rồi. Ô, vô. Mày hả bụi? Đóng băng mày nè. Phun điện mày nè. Mù chưa, tao đã chơi khói mù. Đóng băng mày lại nè. Đóng băng. Bọn này trâu quá mọi người. Tao giải cứu mày nè núp. Đập băng ra, tao giải cứu mày. 4 thằng dí mày quá ghê, tao giải cứu. Mày hả bụi? Quýnh nhau nè. Trời, ghê quá bạn ơi. Hư kiếm luôn rồi, mình hết được kháng lửa rồi. Dục cái bóng ra, quýnh. Mày. Trời, nó trâu ghê các bạn. Cầm súng quýnh luôn. Ôi, trâu giả men luôn. À, chuẩn bị chơi kỹ năng tiêu chiêu cuối nè. Triệu hồi ra 100 con dơi nè. Ơi, mày tiêu gì chưa? Quá đâu rồi. À, mình đứng đây mình triệu hồi ra con dơi đúng không? Quýnh tụi nó đi cho nó hút máu đi. Cho dơi hút máu á. Rồi, tao quýnh tụi này cho mày quýnh hàng kia đây, tao quýnh hàng này cho. Dơi ra đi, hút máu tụi này đi. Máu tụi nó. Đó, các bạn không? Thấy dơi mà hút máu chưa? Gỡ chưa? Mày tuổi. Tuổi đâu quýnh với Batman xịn này. Batman phết này. Mày giỡn. Ôi, tụi này trâu ghê các bạn. Mình mà không có bộ đồ này là mình banh giáp cho tụi nó rồi đó. Tao đóng băng tụi nó hết. Ôi, trâu ghê hồn luôn á. Nó xịn nữa không? À, mình... Giờ pháo hổ. Mày bụi. Mình phải chơi pháo này. Mình phải chơi phi tiêu. Vừa kiếm quýnh.
nó trâu á. Mày, bọn này chắc cũng phải là 5.000 máu các bạn, tại vì một đấm của mình là tới mấy trăm máu rồi, không phải một đấm mấy chục máu à. Chơi lửa đi. Trâu quá, mình phải tiêu diệt thôi, chắc không sẽ không đập những cái thứ còn lại đó các bạn ơi. Đập cái này là quá đủ rồi, trời quýnh muốn quẩy cái tay luôn rồi, nó còn mà lại đâm giá man luôn. Lỡ một lần tiếp theo là nó ra 500 thằng thôi, quan thua á. Kiểu như quan nó, ôi trời, nó rớt kim cương luôn kìa. Chết rồi, tao chịu hồn mấy con chơi, tao ra nó bị cháy luôn nè. Rồi, tiêu diệt nó đi, hút máu này đi, thằng này còn chết rồi. Vô, vô. Mày. Ây da, đau tay quá mọi người ơi, quýnh không nổi nữa. Thôi, được rồi, bây giờ tiết mục đu dây điện. Thôi, quên không quýnh nó đâu, quên làm Batman bay khắp thiên hà đây. Yeah. GT phía bay đứt dây á, GT phía bay được chéo rồi, GT bung cánh à. GT bay mới được như qua, còn không được đâu. Nè, quên. Nè, nhìn nè, GT đừng để góc nhìn đó, GT để góc nhìn thứ nhất, GT sẽ bay không được. Nhìn nè nha, đứng ở đây nè nha, nhìn nè. Nè, bay chéo chéo nha, nhìn nè nha. Học hoài quanh bắn học của thằng ra bay không được. Rồi để lại nha. Bay ra nghiêng con người nhìn nè. Trời ơi, nghiêng người ra nhìn nè. Đó, bay lên bung cánh liền luôn. Đè im luôn, đè im luôn thì nó bay được hoài. Cái bay này còn cái thiệt kêu quay kỹ đam nha các bạn. Ui ui ui. Cướp hơn. Từ từ. Đánh lại. Cái này nó sẽ gây sát thương nha mọi người. Nếu mà cái cánh này nó quạt trúng ai là người đó sẽ bị sát thương. Đỏ các bạn thấy không? Mình tấn công trúng nút kìa. Kìa. Bay lên bay xuống á. Giờ đây sẽ giữ thằng bằng. Bay lên bay xuống anh. Ôi, tí bay lên. Ôi trời, rớt rồi. Nè nè, tấn công nè. Đó, thấy chưa, tấn công thấy chưa? Cái cánh nó quạt trúng người nào là bị thương người đó liền luôn. Cái thằng kia đó rồi mày. Họ đã đập đập nó rồi. Nè các bạn nhìn nào, mình tấn công con bòi mọi người coi nè. Trời, chưa kịp rồi. Nè, mình phải bay lên. Đúng không? Trời, học bay được rồi. Đó, phải bay từ khúc xa thì phải xa luôn. Đó, bay lên nè, chuẩn bị tấn công con dân làng nè. Đó. Đó, các bạn thấy chưa, tấn công dân làng kìa. Đó, bay lại nè. Ghê thiệt chứ. Hút máu toàn bộ dân làng luôn, các bạn nhìn nè nha. Đi bay nè, bay được rồi, ha ha. Các bạn thấy tuyệt kiêu kinh chưa? Trời, hút máu như ti luôn rồi, còn đâu. Quá ghê. Thôi được rồi các bạn ơi, chắc là clip hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Thì các bạn thích nhất những cái bộ đồ nào ở trong Lucky Block Batman này? Đó, các cho mọi người thấy nè. Đó, mọi người thích những cái bộ đồ nào thì mọi người nhớ để lại bình luận bên phía bên dưới cho Quan biết nha. Đó, còn nếu mọi người thích Quan thì mọi người chỉ để bình luận số 1 thôi là biết mọi người ủng hộ cho Quan rồi. Ra thì bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và chúc mọi người xem video thật vui vẻ nha. Bye bye. Bye bye.